Nhận định nữ Italia với nữ Brazil, 2 giờ ngày 19 tháng 6, bảng C, World Cup nữ. Dù đã chắc chắn có vé đi tiếp nhưng nữ Italia vẫn chưa nắm chắc ngôi đầu bảng. Họ vẫn cần ít nhất một điểm trong trận đấu này để hoàn thành mục tiêu. Sau hai lượt trận đầu tiên của bảng C, nữ Italia đã giành trọn vẹn 6 điểm, hiện đang đứng đầu bảng. Với số điểm này, các cô gái xứ sở mì ống đã chính thức đoạt vé đi tiếp. Tấm vé còn lại của bảng đấu này sẽ là cuộc cạnh tranh giữa nữ Brazil và nữ Australia. Hai đội bóng hiện cùng có 3 điểm. Ở trận cùng giờ, nữ Australia gần như chắc chắn sẽ giành trọn 3 điểm trước đội bóng bị đánh giá thấp nhất bảng đấu là Jamaica, nên nữ Brazil cũng buộc phải làm điều tương tự trước nữ Italia. Chính vì vậy, đội bóng xứ sở Samba được nhà cái đánh giá nhỉnh hơn với tỷ lệ 1/4. Đây là kèo chấp hợp lý bởi nữ Brazil cần giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé thứ hai của bảng C. Trong khi nữ Italia đã chắc chắn có vé dự vòng 1/8, nhưng điều đó không đồng nghĩa rằng nữ Brazil sẽ dễ dàng đạt mục tiêu. Trải qua hai trận đấu, có thể thấy nữ Brazil sở hữu hàng công không mấy xuất sắc. Họ phụ thuộc khá lớn vào tiền đạo Mata đã ở tuổi 33. Còn trong phòng ngự, nữ Brazil cũng để lộ nhiều điểm yếu ở trận đấu với nữ Australia bị ngược dòng dù dẫn trước 2 bàn. Nữ Brazil sẽ gặp vấn đề lớn nếu không thể khắc phục điểm yếu này trước trận đấu then chốt với nữ Italia. Với đội tuyển nữ Italia, đây là lần đầu tiên họ đoạt vé dự vòng chung kết World Cup nữ kể từ năm 1999. Mặc dù vậy, với lối chơi cân bằng giữa công và thủ, các cô gái đến từ xứ sở mì ống cho thấy họ là ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Thực tế, dù đã đi tiếp nhưng nữ Italia chưa chắc chắn giành ngôi đầu bảng. Để hoàn tất mục tiêu, họ cần ít nhất một điểm ở trận hạ màn đêm nay. Nên nhớ, sau hai trận đấu, nữ Italia đã ghi 7 bàn và chỉ duy nhất một lần để thủng lưới. Với hàng thủ chắc chắn đó, thầy trò huấn luyện viên Milena Bertolini có thể răng bẫy phản công ở màn đụng độ nữ Brazil đêm nay. Tính ra, trong 11 trận đấu từ tháng 1 năm 2019 tới nay, nữ Italia chưa một lần nhận thất bại, thắng 9, hòa 2. Trong khi đó, Brazil lại liên tục gây thất vọng, thua 10 trên 11 trận gần nhất. Khi mục tiêu của nữ Italia chưa hoàn tất, không dễ để nữ Brazil giành 3 điểm. Cửa dưới vẫn được xem là lựa chọn sáng giá hơn cả. Thành tích đối đầu, nữ Brazil toàn thắng 4 cuộc đụng độ nữ Italia gần nhất từ năm 2008 tới nay.